Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại nhà thờ Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam, xã Thới Tâm Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra đại hội đồng lần thứ 6 của Hội Thánh. Với sự tham dự của trên 700 đại biểu là các mục sư nhiệm chức, tín hữu đến từ 40 tỉnh thành trong cả nước. Thành phần tham dự về phía giáo hội có mục sư giáo hội trưởng Đinh Thiên Tứ, mục sư tổng trưởng nhiệm Huỳnh Huyền Vũ. Về các cơ quan chính quyền có bà Trần Thị Minh Nga, phó trưởng ban tôn giáo chính phủ, đại diện một số cơ quan ban ngành của trung ương, các tỉnh thành trong nước và một số khách mời nước ngoài. Thưa quý vị, là đại biểu chức sắc chức việc thuộc Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam, rất vui mừng hôm nay tôi được về đây dự đại hội lần thứ 6 Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam. Trước hết, thay mặt lãnh đạo ban tôn giáo chính phủ, tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã về dự đại hội Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam ngày hôm nay. Phát biểu chúc mừng, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga đánh giá cao Hội đồng trưởng nhiệm đã chỉ đạo Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam củng cố tổ chức, hướng dẫn các mục sư nhiệm chức truyền đạo, tín đồ, hoạt động tôn giáo theo đúng hiến chương, tuân thủ pháp luật và có nhiều tiến bộ vượt bậc qua từng nhiệm kỳ. Đại hội đồng lần thứ 6 của Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam có chủ đề yêu thương, diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, với các nội dung chính gồm báo cáo tình hình hoạt động của Hội Thánh nhiệm kỳ 2017-2019, kế hoạch, mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2021, bồi linh, hiệp nguyện, tu chỉnh hiến chương, thảo luận công việc của giáo hội và bầu cử hội đồng trưởng nhiệm nhiệm kỳ 2019-2021.